đến mười giờ. Tạm chưa buồn lắm thôi. 30 sáng là còn mấy giờ? 9 rưỡi được Nhà mọi khi là 9 giờ thôi. tám giờ buồn lắm mà, tám giờ buồn lắm mà. Anh là từ 9 rưỡi, 9 giờ đến 11, còn chín anh là từ 9 rưỡi đến vì lớp A mấy bữa là 2 suất, một suất từ 7 giờ đến một suất từ 8 giờ đến 9 rưỡi, một suất từ 9 rưỡi đến 11 giờ, anh nghĩ là 9 rưỡi. Thôi được rồi, dù mấy giờ thì chúng ta cũng có học được tình huống lớp sáng rồi ấy. Khi nào xong thì chúng ta sẽ nghỉ. Được rồi thì anh có một tình huống lâm sàng như sau. Phải là đi năm AB thôi, hiện tại đã học lý thuyết là anh đã dạy bài chi rồi hả? Bài cúm, bài COVID, bài viêm ruột của bài amip phải không? 4 bài ấy. Thì năm AB là 4 bài đúng như thế nào? Dạ đúng rồi ạ. Bạn có thể cho mình biết mình là cả em học lý thuyết bài chi thôi. Như năm Dạ AB bộ kể đi. bộ bài lúc này ấy. Được rồi thì hôm nay làm tình huống ấy, nhìn chúng thì chắc là cũng quanh quanh đó thôi, được chưa? Được rồi. Rồi thì cho anh hỏi là thứ ba là cả em đã học bài chỉ rồi, cả em đã được giao bằng lâm sàng bài chỉ rồi. Nó không quá mới thể lâm sàng giống mang nó mũi thế. Thứ ba em học 2 buổi mất, thứ ba và thứ tư mà hôm nay đã là thứ năm rồi. Viêm gan và viêm mạng mũi thôi, được rồi, như vậy có học 2 3 rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ học tình huống số 3 ấy. Anh sẽ cho một tình huống lâm sàng và cả em, nhiệm vụ cả em là gọi là đóng vai trò là các bác sĩ hoặc là các bác sĩ thì hơi quá, em nói đóng vai trò là các sinh viên Y5 đi lâm sàng được, đi khám bệnh ấy, và vai trò người bệnh sẽ là anh, và hỏi bất kỳ thông tin gì thì anh sẽ cung cấp, được chưa? Và thậm chí hỏi bất kỳ kết quả xét nghiệm gì thì anh cũng cung cấp luôn, được chưa? Rồi thì anh có một tình huống lâm sàng như sau và đề nghị em đọc đề và làm ấy, như chung nó nhẹ nhàng thôi. Rồi đặt đề cho anh và làm ấy.
Rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu qua làm ấy, các bạn xong rồi ấy. Bây giờ thường trao đổi của cả em là chi? Rồi hưởng chẳng đoán là chi? Tốt, cả em có thể bật mic lên để trả lời hoặc là comment ở đây cũng được ấy. Chúng có không ai để kiện gì cả. Dạ lô thôi. Rồi em có thể trên bay ý kiến ra. Dạ em nghĩ là một trường hợp là bị có đợt cấp viêm gan trên nơi màn. Tức là chẳng đó là viêm đột cấp. À. Cấp đột sao nữa? Vâng em theo là đợt cấp của viêm gan trên nơi viêm gan màn ạ. Tức là mình kèm đó là đợt cấp viêm gan bên màng đúng chưa? Rồi ok. Rồi các bạn nó có chẳng đoán gì nữa không? Các bạn nào được, các bạn nào chẳng đoán gì nữa không? Hoa chẳng đoán rõ hơn một xí nữa. Các em có thể từ bật mic để trả lời thôi, không cần dọc tay hay là nói gì hết, có thể bật mic bất kỳ khi nào để trả lời thôi. Dạ luôn. Đó, ai còn nói đi. Dạ thầy, là thêm thì trong bối cảnh bệnh nhân này là vào viện với lý do việc đi cầu ra máu, thì trước tiên thì ta nghĩ đến những nguyên nhân là khiến bệnh nhân đi cầu ra máu. Máu tươi trên bệnh nhân có thể là xuất huyết tiêu hóa trên mà nó diễn ra ồ ạt. Cái thứ hai là xuất huyết tiêu hóa dưới, hoặc là bệnh nhân có thể là bị trĩ, hay là bệnh nhân có thể là có thể là lị. Còn cái triệu chứng mà mệt chán ăn và vàng da một tuần gần đây, em cứ suy nghĩ là bệnh nhân cũng có một cái đợt cấp của viêm gan B mãn tính, nó hoạt động trở lại á. Rồi như vậy là cậu bạn là comment đấy, đó là xuất huyết giảm tiểu cầu trên bệnh nhân viêm gan B màn. Rồi và cậu bệnh nhân chẩn đoán là xuất huyết tiêu hóa trên hoặc là có thể là dưới, trên thì nặng nề mà dưới thì là có thể là tà trồ. Trên bệnh nhân đó là có đợt cấp viêm gan B màng rồi chứ. Hoặc một số bạn nói là trì đứt hậu môn. Có ai hưởng chẩn đoán, tức là một bệnh nhân vào viện khoa chúng ta, bệnh nhân khai như vậy, bệnh nhân khai là bệnh nhân cũng mệt mỏi chán ăn cả tuần nay rồi, kèm theo đó gần đây thì có 3 ngày nay thì có xuất hiện thêm đau bụng và đi cầu phân xịt khoảng 4-5 lần ngày. Sau đó thì đến ngày nằm viện thì bệnh nhân đi cầu ra máu tươi, lượng phân ít thôi nhưng mà có lượng có máu tươi dính lên phân bây giờ khiến cho bệnh nhân vào viện. Thì với những bệnh nhân như vậy thì hợp hưởng tiếp cận chúng ta đó là có thể là viêm ruột cấp trên nền bệnh nhân có sẵn bệnh viêm gan B, hoặc là xuất hiện giảm tiểu cầu, hoặc là có thể là tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên dưới, hoặc là trị đứt hậu môn rồi, còn chẩn đoán gì nữa không? Có bất kỳ có ai chẩn đoán gì nữa không?
cái giá là sẽ dần loạn chứ nữa. Dạ, có thể có ung thư đại trực tràng. Ủa, ung thư đại trực tràng. À, một bệnh nhân nam mà 43 tuổi ung thư đại trực tràng thì chẩn đoán đi. Không được, tính mấy cái đứa ra ấy. Cả đại trực tràng. Hoặc là polyp, hoặc là polyp. Cái đại trực là cả đại trực tràng. Và polyp ấy. Dạ. Polyp đại trực tràng. Rồi, có bạn là anh mà nhận được tin nhắn đây, có bạn mà kia nữa đi. Bạn nói là theo dõi sơ gan. Rồi, theo dõi sơ gan. Sơ gan, và cũng gọi là ghi nhận cấp nghĩa thật nhé, xâm nhập. Rồi, như anh nói lúc này cũng phải cả ám đó, đó là một bệnh mà hoặc là khi anh dạy lý thuyết đó, khi các em chẩn đoán một bệnh liên quan đến viêm ruột cấp hoặc là viêm dạ dày ruột cấp hay là ngộ độc thức ăn hay tiêu chảy nhiễm trùng hay là nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn đó, thì ngoài tên bệnh ra các em thêm nên nói cho anh thêm hai vấn đề nữa, đó là các em nghi ngờ là tác nhân chi và có dấu hiệu mất nước hay không, đúng chưa? Nên là ban đầu phải giải các dấu hiệu thế này, à có thể chúng ta đang có thể là nghi một cái chẩn đoán mà hoàn chỉnh đó, có thể là nghi ngờ là viêm dạ dày ruột cấp, nghi do tác nhân xâm nhập hoặc là không xâm nhập, và phải một cái có thể là kiểu cho phải nữa, ví dụ bệnh nhân đó là có hay không có tình trạng mất nước, được chưa? Như vậy đây là một vài chẩn đoán. Rồi bây giờ để bắt đầu nghĩ trong đầu là như vậy, bắt đầu chúng ta sẽ sau khi mà bắt đầu định hướng đâu được một vài chẩn đoán rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thăm khám thêm, hỏi thêm này, khám thêm này, và sau đó thì chỉ định các xét nghiệm thêm, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ qua một hỏi bệnh, sau đó là khám thực thể. Bây giờ chúng ta cần khám hoặc các em cần hỏi, cần khám, cần làm gì cả chi nữa thì để thông tin chi để anh đưa thông tin ra. Các em cần vấn đề chi nữa? Rồi bây giờ sau khi bệnh nhân vào viện, bệnh nhân khai và chúng ta là cả thông tin như vậy, rồi là bắt đầu các em bắt đầu định hướng là cấp đầu là một số chẩn đoán như vậy, thì với một định hướng một chỗ chẩn đoán như vậy thì bắt đầu các em bắt đầu tiến hành hỏi, được chưa? Tiến hành hỏi, câu hỏi đầu tiên đó là bệnh nhân đã từng bị như vậy, bị như vậy là bị như thế nào, bị vang da hay là bị đau bùng hay bị nôn hay bị tiêu chảy hay bị vấn đề chi, vì bệnh nhân bị rất là nhiều cái, đi cầu ra máu. Câu hỏi bệnh nhân đã từng đi cầu ra máu lần nào chưa, đúng chưa? Tiền sử là chưa đi cầu ra máu lần nào cả. Rồi tiếp, con ngày xuất hiện thì cái nói đó là có nghĩa là cái đây 7 ngày là có mệt mỏi chán ăn vàng giá rồi, nó còn phải nói là hơn 7 ngày là có thể là 70 ngày đấy là xuất hiện vàng giá rồi, sau đó thì 3 ngày nay thì bắt đầu đau bụng ấm, đau bụng ấm thì bụng vẫn đổ, kèm theo đó là có đi cầu phân lỏng, sau đó thì để cái hôm nhập viện mấy ngày trước đi cầu 5-6 lần thì không có máu nên bệnh nhân vẫn ở nhà, sau đó thì gần đây cái ngày sáng nhập viện bệnh nhân bắt đầu đi cầu, nhưng mà trong phần lần này có xả có lần máu tươi nên bệnh nhân mới vào viện. Như vậy đây là lần đầu tiên bị đi cầu ra máu trong suốt cuộc đời của bệnh nhân luôn. Thì như vậy câu hỏi là tiền sử đã từng vàng giá trước đấy chưa, thì coi từ anh trả lời từng câu ấy, comment thì nên anh phải đọc ra, đã từng bị như vậy trước đấy chưa, đi cầu ra máu thì có trả lời là chưa từng đi cầu ra máu lần nào, đã từng vàng giá trước đấy chưa, thì bệnh nhân nói là đã vàng da và được chẩn đoán viêm gan B cách đây 4 năm dùng TDF tức là tenofovir cách đây 3 năm, trong quá trình trong thời gian này thỉnh thoảng có từng đợt vàng da, đó là câu hỏi về vấn đề vàng da nè. Hoàn cảnh xuất hiện cái câu ra máu là anh mới miêu tả rồi, còn là nó bùng 3 ngày, đi câu phân xệt 5-6 lần cũng khoảng 3 ngày, sau đó sáng nay thì trong những lần đi câu phân xệt đó thì sáng nay
thì xuất hiện là phân có lần máu tươi nên vào viện, đó là hoàn cảnh xuất hiện đấy chứ, tức là đau bụng thì có phân sệt, sệt 3 ngày nay, sáng nay mình cầu ra máu tươi lẫn vào phân ra viện rồi đó. Khi đi cầu có đau vùng hậu môn không? Có nói là có cảm giác mót. Không đau. Mọt thôi, gần như là không đau. Hoàn cảnh xuất hiện đi câu ra máu rồi tin là máu tươi lượng nhiều hay ít, có đau rát khi đi câu không? Như nói đó, đó là lượng phấn rất là ít và lượng máu tươi cũng dính theo phấn thôi, không phải là nhiều. Lần vào phấn thôi chứ không phải là nhiều ấy. Máu tươi có đau rát khi đi câu không thì cảm giác có mót và hơi rát thôi, hơi rát ấy. Trước khi đi câu có rượu nhậu không? Trước khi đi câu cậu uống rượu 3 ngày nay là đau bụng nên chớ nhậu. 3 ngày nay tức là mệt mỏi chán ăn vàng giá là 7 ngày rồi. Trên tiên sử là bệnh nhân có bị viêm gan B nữa là bác sĩ có rằng là hạn chế bia rượu nhậu rồi. Và 3 ngày nay là càng theo đau bụng và đi ra lỏng nữa nên 3 ngày nay là không nhậu, tức là đợt này là không nhậu ấy. Rồi không nhậu. Được vào viện này đi câu phân có máu mấy lần, lượng máu như vậy là đó lần đầu tiên, một lần duy nhất thôi. Sáng nhập viện một lần, sáng nhập viện ấy và lượng ít thôi, nó lượng ít máu tươi bạn cho phấn rồi à. Bạn ngày nay có ăn gì là không? Trong gia đình có ai có phân lỏng không? Câu trả lời đó là không. Không ăn đô la này. Rồi này. Trong gia đình không có ai đâu, như gia đình bình thường. Gia đình này. Không ai đâu cả. Không cả. Rồi. Cậu có bé thường xuyên không? Có. Bé thường xuyên 3 năm nay. Thường xuyên 3 năm nay. Rồi tiếp, có chi nữa? Ở khu vực đang có dịch về tiêu hóa không? Không là không. Môi sinh. Không có dịch gì đang xảy ra ngoài trừ COVID. Có COVID thôi. Sau đi câu có tăng hay có giảm đau bụng? Sau đi câu có giảm đau bụng? Đau bụng liên tục hay từng đợt? Có từng cơn trồi không? Có lan không? Tôi nói đó là đau quanh rộn ấm ý, có cơn trồi và hôm nay đau nhiều hơn, đau liên tục không la. Đau bụng như vậy có mua thuốc, đau bụng như vậy có mua thuốc gì về uống không? Đó là không thiếu uống thuốc gì. Chưa uống thuốc. Rồi, bà thằng này có sụt cân không? Không sụt. Có chứ. Cái đợt bị viêm gan, tức là đợt từ khi bị viêm gan chứ là nhìn chúng đều có sụt cân cả. Nhìn chung
đều có sụt cân. 3 tháng nay, 3 tháng nay sụt khoảng 2-3 cân. Hiện tại 46 cân. Rồi đó, đó là thông tin. Có mắc bệnh lý kèm theo và có thuật âm đạo không? Câu trả lời là ngoài trừ viêm bàng gan B ra không có thuật gì cả. Chỉ đang dùng TDF, không có bệnh khác. Rồi có tối ổn nào không? Sột nhẹ chủ yếu vào buổi chiều, chủ yếu về chiều. Rồi đi tiểu có rã không? Lượng đi tiểu bình thường. Rồi như vậy đó là một vài thông tin ban đầu mà các em muốn nắm về bệnh này. Rồi các em còn muốn hỏi về thông tin gì nữa không? Như vậy tổng kết là này, tức là chúng ta có một bệnh nhân là có tiền sử điều trị viêm B, TDF, bệnh nhân bị 4 năm nhưng mà điều trị khoảng 3 năm gần đây, điều trị thường xuyên không bỏ thuốc lần nào cả. Trong quá trình điều trị thì nhìn chung thì bệnh nhân cũng tổng trạng cũng phải là mập mạp chứ. Trong quá trình điều trị viêm B nhìn chung cũng hay thỉnh thoảng hay vàng da vàng mắt và cân nặng thì dao động khoảng 45-46 cân. Gần đây nhìn chung nó cũng có giảm, trong gần đây bệnh nhân nó khai cũng có giảm khoảng 2-3 cân. Và 7 ngày nay thì tình trạng vàng da vàng mắt nhìn chung nó cũng hơi trội, nó cũng hơi nặng nề, kèm theo đó là có tình trạng, kèm theo đó là 3 ngày nay thì bắt đầu có các triệu chứng đau bụng và đi có phân xịt lượng ít. Đến sáng hôm nhập viện thì nhìn chung là tình trạng đau bụng vẫn còn, tình trạng đi có phân xịt vẫn còn, nhưng mà có thêm một cái nó xuất hiện mới, đó là tình trạng đi có ra máu tươi chỉnh theo phân, bám theo phân nên khiến cho bệnh nhân nhập viện. Thì qua khai thác thì các em khám khai thác thì anh đã trả lời một vài ý, nhưng mà như các em hỏi, các bạn vai trò các em là sinh viên hoặc là bác sĩ đó, và vai trò anh là bệnh nhân, thì anh trả lời một vài câu hỏi như vậy rồi. Gần đây có ho không? Nếu có ho là bao lâu? Có trả lời là không, không có ho gì cả. Rồi rồi bao giờ nhiệm vụ các em là đi ra xét nghiệm gì, hoặc là có hỏi chứ được không, là cuộc khám chứ bao giờ, nhưng mà chứ anh thấy mới hỏi về dấu hỏi về dấu cơ nắng thôi, chứ mà chứ không, chứ có bạn nào hỏi khám hỏi về dấu thực thể cả, có thể khám thực thể hoặc là tức là bắt đầu tiến hành đấy, bao giờ các em mới hỏi về vấn đề về hỏi chính, hỏi về cơ nắng là chính. Thăm trực trang có máu không, bây giờ bắt đầu mới tiến hành một vài động tác, ví dụ như là bắt đầu khám thực thể chứ, được chưa, khám gan lắc có lợn không, bắt đầu có tình khám thực thể thì là bắt đầu này, bắt đầu gọi là khám gan lắc có lợn không, gan lắc không lợn. Thăm trực trang có máu không, thăm trực trang, tức là thăm trực trang thì cho trả lời đó là có ít máu tươi theo gan. Thăm trực trang có máu không, đột nhiên không, đột nhiên không có. Không có giọt mất nước không, giọt mất nước dấu mất nước thì em phải hỏi cụ thể là dấu chi, cho nên dấu mất nước rất là nhiều dấu, thậm chí nó có 7 yếu tố đánh giá nhận dạng mất nước lần, nên dấu mất nước thì không, anh sẽ không trả lời ấy. Sinh hiệu gan lớn, ẩn đau, mắt trùng nịch béo da, mũi khô lửa bằng, sinh hiệu ổn định, sinh hiệu là ổn định. Các dấu ví như các dấu hiệu sống là ổn định ấy, nó chậm xuất huyết, chậm xuất huyết, chậm xuất huyết thì không,
dán niêm mạc kết màng mắt càng lắc tung hoang băng thể xin hiệu này dán niêm mạc vàng này dán niêm vàng màng mắt vàng bằng nhẹ thôi tung hoang băng hệ không có không nục miền không thắm tan rồi thắm chân tan có thể khỏi u buổi trị không có thắm chạy được theo gan này không trị không u cục này rồi bùng có bán gõ được không trả lời là không bùng có bán gõ có cũng cũng bán à. Không bán người như thế nào không thể mẫu chỗ nào cả không không thể mẫu chất răng ấy không thể mở chân răng lưỡi đỏ thông thường lưỡi đỏ không ra lưỡi thông thường rồi bình thường ở biên rồi đó là một vài công ty gãy một hoàn kết hầu mô có cái nứt hay không không nứt hầu mô rồi như vậy những nhà sư cũng có vấn đề chỉ thi nhà sư cũng có vấn đề chỉ là sẽ bắt đầu định hướng chẩn đoán là chi bây giờ cả em định hướng với những đây với những bệnh như thế này bắt đầu chưa khoáng có kết quả về cần lâm sàng này khoáng hơi về quả về cần lâm sàng này bây giờ như vậy có một bệnh nhân là cả bệnh nhân đã khai và cả em về yếu tố gọi là tên tuổi hành trình này và lý do vào viện rồi cả em cũng tiến hành hỏi bệnh và giả sử cả em thăm khám thực thể xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần bắt đầu là định hướng sơ sơ ấy đúng chưa định hướng sơ sơ thì bắt đầu rồi và những thông tin như vậy thì bắt đầu chúng ta định hướng được chẩn đoán thì khả năng là hướng chẩn đoán chính là cái gì trong những cái hướng chẩn đoán bắt đầu này bây giờ chúng ta tiến hành hỏi bệnh và thăm khám thêm rồi thì bây giờ các em đang chú trọng hơn trong những chẩn đoán này thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái gì là nhiều hơn đây là những hướng viêm dây bất nghĩ do amip không mất nước bệnh cam được các viêm mà mình nên là viêm mà mình rồi như vậy giả sử mà sáu đợt này sáu tất cả tiến hành thăm khám này thì một bà nghĩ là do viêm dây đột cấp nghĩ do amip không mất nước bệnh kèm viêm dây đột cấp ok như vậy là giả sử sau khi mà tiến hành như thế này á bạn á nói đó là nghĩ là viêm dây đột cấp nghĩ do amip không mất nước bệnh kèm thì là đột cấp viêm gan B đột cấp viêm gan B trên nền viêm gan B màng rồi được rồi giả sử mà viêm dây đột cấp nghĩ do amip thì tên gọi khác của hẳn là chứ rồi chính xác
bằng cái cụm từ đó là lý amip nhé. Còn như vậy chúng ta có thể chẩn đoán nó là lý amip nhé. Rồi có ai có chẩn đoán cái khác nữa không, để chúng ta bắt đầu đó là như vậy. Sau khi bệnh nhân vào viện, bệnh nhân khá như vậy, các em hỏi bệnh thêm và các em khám thực thể thêm, thì ban đầu có thể có nhiều một bệnh nhân vào viện đi khâu ra máu, có thể là cũng hơi nghi ngờ nhiều tác nhân, nhưng bây giờ là sau khi mà bắt đầu khám thêm thì nhìn thấy như chúng bắt đầu nó phụ tụ hơn nguyên nhân rồi, là có thể nghi ngờ là có thể là bệnh nhân khả năng là có viêm dây ruột cấp, mà khả năng là do tác nhân là amip và kèm theo đó là không mất nước, bệnh kèm thì có đó là đặc cấp viêm B trên nền viêm B màng, viêm dây ruột cấp nghi do amip, tức là tình trạng viêm dây ruột cấp mà nghi do amip á, thì chính là tính thì chính cái tên bệnh cụ thể chính là lý amip đó, được chưa? Còn bàn chẩn đoán đó là xuất hiện tiêu hóa dưới do sơ gan, xuất hiện tiêu hóa dưới do sơ gan, viêm xuất hiện tiêu hóa dưới là do sơ gan hay nào? Do sơ gan à, đáng hiểu. Dạ em đang hướng tới một cái chẩn đoán là viêm gan bé màn 6 thời gian gây sơ gan nó 6 gây xuất hiện tiêu hóa dưới thôi. Mẹ con lụng tụng đứng chẩn đoán. Hẳn thường sơ gan thì nó chỉ làm là điều kiện thuận lợi thôi. Cho nên nói từ gió sơ gan thì nó hơi nặng nề. Phần nó gọi là sơ gan nó làm cho tình trạng là làm cho tiểu cầu giảm, làm cho rối loạn đông chảy máu, làm cho tụy rồi không biết nó giảm thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho tình trạng xuất hiện tiêu hóa nó nặng nề hơn, nó dễ xảy ra hơn thôi. Cho nên nói là quy do sơ gan luôn thì nó hơi bỏ tay, hơi tồi cho sơ gan này. Rồi theo dõi áp sơ gan. Rồi có một mình nhé, một bạn nói là theo dõi áp sơ gan nè. Như vậy với những chẩn đoán và những nghi ngờ chẩn đoán như thế này thì bắt đầu chúng ta làm xét nghiệm ấy, xuất hiện tiêu hóa trên nền viêm mà chẩn đoán phân biệt lý amip rồi, ok, rất là nhiều vấn đề. Chẩn đoán phân biệt lý amip thì bắt đầu anh ngồi phân tích từng ý mà cả em đang nói ấy. Đầu tiên là như còn bạn đã chẩn đoán viêm dây cấp nghi do amip không mất nước, bên kèm là các viêm B màng, đặc cấp viêm B trên nền viêm B màng là được rồi. Nhưng mà giả sử cái cụm từ một viêm dây cấp mà nghi do amip thì nên chẩn đoán ngắn gọn hơn, mà tính khả cụ thể của bệnh này hơn là lý amip, được chưa? Rồi như vậy giả sử chẩn đoán theo em thì sẽ chẩn đoán là lý amip không mất nước, bên kèm đó là có đặc cấp viêm B trên nền viêm B màng, là chẩn đoán của bạn số 1 mà. Một bạn số 2 là chẩn đoán xuất hiện tiêu hóa dưới do sơ gan, và bệnh kèm đó là cấp viêm B trên nền viêm B màng, còn một bạn chẩn đoán là áp sơ gan, còn bạn đó là chẩn đoán đó là xuất hiện tiêu hóa trên nền viêm B màng và chẩn đoán phân biệt với lý amip. Thì chẩn đoán phân biệt với lý amip thì cái chữ phân biệt thì cảm giác nó không thích hợp lắm, mà nghĩ do lý amip thì hay hơn, vì bất kỳ tình trạng nào mà có tình trạng đi cầu ra máu tươi, hoặc là đi cầu ra phân, tức là phân có máu, hoặc là phân màu phân đen chẳng hạn, thì có hoàn toàn chúng ta có thể chẩn đoán là xuất hiện tiêu hóa dưới rồi, hoặc là nhé. Và một trong những nguyên nhân mà có máu mà đi cầu mà ra máu thì gọi là xuất hiện tiêu hóa rồi. Mà giả sử xuất hiện tiêu hóa mà lì cũng là một trong những nguyên nhân gây tình trạng xuất hiện tiêu hóa, nên giả sử chẩn đoán xuất hiện tiêu hóa có thể chẩn đoán là xuất hiện tiêu hóa trên này, xuất hiện tiêu hóa viêm bên màng, và theo dõi tình trạng xuất hiện tiêu hóa này là do lý amip, tức là nghĩ do lý amip thì hay hơn chứ không phải là phân biệt. Được chưa? Phải chẩn đoán cái khác này không? Nếu như không có chẩn đoán cái khác thì bắt đầu cả em đề nghị xét nghiệm ấy, đề nghị cả xét nghiệm chi? Chẩn đoán là này, đây là chẩn đoán online này. Rồi thì bây giờ chúng ta có qua là enter đó là xét nghiệm.
Công thức máu bilirubin. RLT, RPT, VRT, cái phân xương bụng, một số trang. Bây giờ từ bắt đầu chúng ta còn phân tích sĩ khi đi làm á là nó hơi khác so với sách vở. Tức là sách vở thì các em có thể làm xét nghiệm rất là thoải mái cũng nhá, nhưng mà khi đi làm, giả sử sáu sáu mà các em đi làm và em mà biết rằng bác sĩ mà cho xét nghiệm thì nó cũng phải đơn giản, vì cứ mỗi xét nghiệm thì phải có lý do và mỗi xét nghiệm phải có chẩn đoán. Sau đi nếu không là các em sẽ bị bảo hiểm xuất toán. Hiện tại anh là một trong những người mà bị xuất toán hơi bị nhiều, là hơi nhiều tài khoa tài đại tỉnh, thậm chí là đợt vừa rồi anh xuất toán tỉnh bằng trăm triệu lần chứ không phải là chỉ có một hai triệu nè. Anh bị xuất toán á, nó cũng hơi bị nhiều đó, nó hơi bị là tổng lại thì định xét nghiệm thì cũng phải là về, tức là giả sử mà có bệnh đấy chứ cả, hoặc bệnh nhân từ trà, bệnh nhân nhà giàu, bệnh nhân từ dịch vụ thì chúng ta phải có xét nghiệm nhiều vô thì nói chỉ rồi. Nhưng mà giả sử mà bệnh nhân có bảo hiểm và đặc biệt là xét nghiệm cho xét nghiệm như thế này thì chưa nên. Xúc toán là gì trời, ôi trời, xúc toán là gì, có nghĩa là xúc toán đúng rồi, sinh viên thì tức là ban đầu nhìn sinh viên thì thấy vai trò mình hơi to hơi lớn rồi chứ, mình học xong mình khám bệnh, mình cho xét nghiệm rồi mình đọc xét nghiệm rồi mình cho thuốc, nhìn chung vai trò mình hơi to. Nhưng khi đi làm thì rất là nhiều bác sĩ trẻ, rất nhiều bác sĩ mới ra trường là cảm giác họ dần mất dần động lực, mất dần cái đam mê và ngành y. Một trong những lý do đó là mình không được làm theo ý của mình mà đa số phải làm theo dược, rồi làm theo dược thì tức là dược cho thuốc chi điều trị thuốc ngay. Giả sử mình cũng có nhiều sự lựa chọn, thứ hai đó là xét nghiệm mình cũng phải là cho thoải mái, không phải là thoải mái, không phải là xét nghiệm cho người thoải mái thì cũng đúng, cũng nhất bác sĩ cho xét nghiệm thoải mái trang lá thì cũng đúng, nhưng mà những xét nghiệm gọi là cần thiết cho bệnh nhân á, thì nhiều khi để chúng ta để một có thể là để chẩn đoán khoa, chẩn đoán phân biệt, nhưng mà nhiều khi chúng ta cho, nhưng mà giả sử mà cho ra mà ví dụ chúng ta cho xét nghiệm đó ra, ví dụ chúng ta để chẩn đoán ví dụ một bệnh nhân đau, chúng ta nghi ngờ gút chẳng hạn, chúng ta cho xét nghiệm axit uric, giả sử mình nó ra mà đúng là axit uric tăng cao thiệt thì lúc đó là có như bảo hiểm sẽ chịu và lúc đó có như chúng ta chẩn đoán là được, được chứ. Tuy nhiên giả sử mà xét nghiệm ra axit uric là bình thường thì chúng ta một là chúng ta bị phải trả, mà hai là thậm chí là bệnh nhân phải trả, là lúc này chẩn đoán sai và không phải là tình trạng axit uric bình thường, mà vì sao anh lại cho làm chi, thì lúc này coi như là xét nghiệm không cần thiết. Xét nghiệm không cần thiết thì một là anh phải trả, là bác sĩ phải bị trả, hai là bệnh nhân phải trả, mà những thứ mà bác sĩ làm sai bác sĩ phải trả thì gọi là xuất toán đấy, tức là những cái mà không cần thiết mà bác sĩ cho làm thì gọi là xuất toán. Từ khi anh đi có chứng chỉ hành nghề chưa thì nhìn chung cũng bị nhiều cá rồi, thậm chí hiện tại càng ngày bảo hiểm nó càng gắt cao và dược nó cũng càng ngày càng gắt gao, nên nhìn chung rất là khó cho bác sĩ, nhìn chung là càng ngày càng mất thì đam mê động lực và nghề nghiệp ấy. Những bảo hiểm họ hưởng mình theo cái vấn đề của họ, thậm chí là nhiều bệnh, ví dụ giả sử mình phát hiện thêm bệnh mới, ví dụ giả sử một bệnh nhân ví dụ sử dụng vào viện, một bệnh nhân vào viện vì viêm họng chẳng hạn, vì đau họng, vì viêm họng chẳng hạn, sau một thời gian mình khám thì mình phát hiện thấy là bệnh nhân vì khám họng á, mà mình thấy bệnh nhân có thêm cảm giác hơi lần lớn ra, mình phát hiện ra tại ra bệnh nhân cho xét nghiệm tại ra có bưu giáp nữa, thì bây giờ mình chuyển qua bên kia mời ngoài hội chẩn để mời bên ngoài bên nội tiết hội chẩn để mà mình can thiệp được cái bưu giáp cho bệnh nhân, thì lúc đó cũng không được. Bệnh nhân vào viện tại khoa chuyên nghiệp là chỉ có điều trị viêm họng thôi, còn anh giỏi anh phát hiện ra thêm cái bưu giáp nữa thì phải cho bệnh nhân ra viện, cho bệnh nhân nhập viện khoa khác, không mời hội chẩn chuyển ngang như vậy bảo hiểm họ cũng không chịu, họ nói tôi chỉ có chịu trách nhiệm cái bảo hiểm trả cho anh cái viêm họng thôi, còn viêm họng xong rồi ra viện, còn giả sử vô khám lại cái bưu giáp thì đi được sao, còn giả sử mà chuyển ngang như vậy là quá tôi cái bưu giáp nữa là do anh phát hiện thôi, còn tôi thanh toán phức tạp lắm, vậy là thôi. Đúng rồi, lỗi như thế làm sao mà giàu được, bản thân anh mới giàu đó, đủ sống thôi, máy là có vợ giàu thôi. Thế được rồi, nói chuyện ngoài lề quá. Bây giờ như vậy anh nói đó, có nghĩa là khi cả em đi làm, khi cả em đi học thì cả em có thể là cho xét nghiệm thoải mái, xét nghiệm cứ đề nghị xét nghiệm thoải mái. Tuy nhiên khi đi làm rồi thì nhìn chung là bệnh gì thì bắt đầu là có thể là xét nghiệm, nhưng mà không nên, thứ nhất là xét nghiệm chỉ cần thiết thì mới làm, và thứ hai là không nên xét nghiệm một lần,
mà có thể chia ra thành từng đợt. Ví dụ đợt đầu là làm 2-3 cái xét nghiệm đầu tiên quan trọng nhất định hướng ra, sau đó bắt đầu từ từ có thể các kết quả của xét nghiệm đợt 1 rồi bắt đầu mới cho các kết quả xét nghiệm, mới cho tiền các xét nghiệm của đợt 2, chứ không nên làm một lần đúng nhá. Bây giờ sự làm một lần thì có những cái nó sẽ không phù hợp lắm. Ví dụ một bệnh nhân có xét nghiệm công thức máu có bạch cầu bình thường thì bước 2 chúng ta cũng có thể không cần thiết phải xét nghiệm CRP nữa. Còn giả sử một bệnh nhân có xét nghiệm và có công thức máu nó tăng chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta đợt 2 thì chúng ta có thể xét nghiệm thêm CRP hoặc là procalcitonin chẳng hạn. Có nghĩa chúng ta không nên làm một lần ấy, mà có thể chia thành từng đợt và căn cứ vào kết quả của đợt 1 thì chúng ta chỉ định thêm cả xét nghiệm của đợt 2. Được chưa? Bắt đầu như anh phân tích đó, thì bao giờ xét nghiệm nó khu trụ lại cho anh sĩ đi, chứ đừng xét nghiệm trăng láng quá ấy. Thực tế là khi đi làm khi đi học thì có thể là được phép, nhưng khi đi làm thực tế là các em không làm sẽ không cho chỉ định một đợt bao nhiêu như vậy không. Và thứ hai đó là chưa chắc là cả cơ sở bệnh viện mà các em làm, các em công tác nó đã có cả xét nghiệm ngay nữa, nên bắt đầu là xét nghiệm mấy cái cơ bản và cái cần thiết cái nào, chứ không nên làm một lần. Và tùy vào kết quả của đợt một như thế nào chúng ta sẽ làm kết quả của đợt hai. Rồi bắt đầu một số bạn đề nghị đầu tiên các anh sẽ nói cái công thức máu ấy. Công thức máu có rất là nhiều yếu tố, em muốn biết vấn đề gì? Anh sẽ chẩn đoán lý em ít không mất nước là các em đề nghị công thức máu. Rồi bắt đầu chúng ta đi từng cái, chắc chắn công thức máu là một cái chúng ta có trong các người quan tâm rồi đúng chưa? Theo các em thì công thức máu nó có vẫn trong công thức máu nó có rất là nhiều chỉ số. Muốn hỏi thông số chỉ trong công thức máu. Bạch cầu, HCT, HGB và tiểu cầu. Được rồi. Bệnh nhân có bạch cầu. Cầu như sau 8.8/9. HCT 38%. HGB HB đó, hemoglobin đó 89 à, 98 bạch cầu uracil bình thường tiểu cầu 98 nơ lympho lại bình thường neutro là 78% lympho 20%. Đó là những thông số mà về công thức máu mà các em muốn khai thác. Tiếp theo đó là bạn đề nghị là soi phân và cậy phân. Thì như anh nói phân tích đó, thì giờ xét nghiệm soi phân và xét nghiệm cậy phân thì chúng ta mới phân tích sĩ là soi phân thì có thể là thứ nhất là làm liền và có kết quả nhanh đúng chưa? Cậy phân thì kết quả nó hơi lâu là điều đầu tiên. Thứ hai đó là soi phân thì nó nhìn chung nó giá thành nó rẻ và nó cũng rẻ hơn cậy phân. Và tạm thời thì trường hợp cái lâm sàng thì đầu tiên chúng ta nên soi phân trước cái đã. Giả sử chúng ta soi phân có vấn đề gì nó hơi nghi ngờ thì chúng ta bắt đầu mà tiến hành cậy phân. Còn thường thường là ít khi cậy phân và soi phân cùng một lần. Nên đầu tiên chúng ta nên soi phân trước thôi. Soi phân trước thôi, còn cậy phân thì tự sao ấy. Soi phân thì kết quả như hình ảnh, sĩ nãy sẽ cho hình ảnh để các em coi. Soi phân, cậy phân thì khoảng làm lại. Anh ra thì AFP. AFP là 299. ALP là 297. Rồi. Thì này sẽ cậy phân mang ra điền giá đồ bình thường. Đồ bình thường.
học bé ra đây Dương tính Dương và đây là hình ảnh và đây là hình ảnh sói cậy phân, hình ảnh sói phân. Rồi, còn đây nghỉ thêm xét nghiệm gì nữa không? À, nó cho hình ảnh nó tự đọc thôi. Rồi sau đó các trang đưa nghĩa là sự như nói đó thì tùy vào cái quả cái có thể cho muốn là cho cái quả thôi, nhưng mà anh nhớ nhắc lại là khi khi đi làm khi đã đi làm thực tế thì không phải là nó dễ dàng như thế này. Còn bây giờ các em cứ đề nghị xét nghiệm gì đặc biệt theo trình tự tháng để cho hết nồi soi tại thực trang ấy nồi soi thì có kết quả đó là một tổn thương rỉ máu tươi vùng trực tràng, vùng đại trực tràng, đại tràng sức ma. À, tổ chức rỉ máu tươi này, rỉ máu tươi, một tổn thương rỉ máu tươi vùng đại tràng sức ma. À, kích thước khoảng 1-2 mm xung quanh miệng vết thương bình thường. Bình thường xương bụng bình thường. Rồi à, chính xác luôn. Siêu âm có kết quả sao thầy? Siêu âm có kết quả đó là bình thường ấy. Thì hình ảnh này chắc chắn anh cũng phải lại trên mạng thôi, chứ làm sao vì hiện tại bệnh amit hiện mà chụp hơi khó. Rồi hình, tức là hình ảnh xóa phân có hình ảnh kẹn amip đó, tức là có kẹn của con amip này có thể đếm số lượng là 8 nhân. Đấy, tức là 8 nhân này sau khi nó tức là nó cái kẹn này là 8 nhân này là cái kẹn mà cái đà vào trong lòng ruột nó, và nó không nó đi theo hướng là tức là nó chưa thể phát triển thành 8 con 8 cái thể ăn chưa ăn không câu đó, và nó đi được ra khai ra phân ra ngoài đó, và chúng ta soi được đó. Rồi xem bụng bình thường. Rồi có hỏi chứ vấn đề chi về cần lâm sàng này không? Rồi nếu không thì bây giờ qua đây thì chắc chắn là như bạn cũng đã chẩn đoán được bệnh rồi. Chẩn đoán cuối cùng là chi? Thôi qua đây chúng ta chẳng còn chẳng còn cuối cùng là chi?
đó chẩn đoán cuối cùng nên chúng ta sẽ qua. Như vậy là như có cơ bản cả kết quả hết rồi. Vì tăng trưởng theo dõi sơ ra ở đây thế nào? Vì tăng bệnh lý bệnh lý có là yếu tố sơ gan, thứ nhất là bệnh nhân cũng đã phát hiện cái đấy khoảng 4 năm, điều trị 3 năm và nhìn chung thì siêu âm bụng bình thường, tức là cũng không có bã như cá, không có nột nhẹ, thậm chí là hơn như là không có hội chứng suy tế bào gan và hội chứng tăng áp cơ như cá mà cứ thích sơ gan ở đây riêng. Rồi sau chẩn đoán cuối cùng đây là chẩn đoán của nhìn bạn này, nhìn chung là bằng hàng là cảm giác đầy đủ nhất nên là sẽ chẩn đoán đó là bệnh tính viamid không mặc nước đi kèm đặc cấp viêm gan B, đặc cấp viêm gan B bất kỳ tên men thì được mà rồi sẽ mở mức độ nhẹ thôi được rồi. Như vậy đây là chẩn đoán hoàn chỉnh, có ai chẩn đoán khác chứ không? À, tiểu câu với hồi còn nói đó, tiểu câu là 97 đó, hồi bạn hỏi lại cho đó, tiểu câu là 98. À tức là có giảm tiểu câu thì nghi ngờ đó là sơ gan chứ phải mới chỉ có mới cả tiểu câu giảm theo dõi sơ gan thôi, rồi thì cũng hơi tồi mình nhé. Rồi hạt B thiểu 6 tình đang thiểu mỏng và vừa rồi, như vậy anh chấp nhận rồi, anh chấp nhận là sẽ có đó là Liam mình không mất nước bệnh kem mà đợt cấp viêm gan B má thiểu mỏng mức độ nhé. Rồi được rồi, bệnh chỉnh bệnh kem rồi, như vậy tạm thời là thống nhất với cái đoạn này. Hiện tại rất là bệnh nhân có bệnh nhân đó là bệnh nhân Liam VIP không mất nước, bệnh kem đó là đợt cấp viêm gan B má và thiểu mỏng mức độ nhẹ mức độ vừa. Hiện tại thì con số về mức thiếu máu á, thì 98 thì mới là mức độ nhẹ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ như vậy, bệnh nhân chẩn đoán như vậy thì em điều trị đi. Đó, chúng ta điều trị cái vấn đề gì? À, tức là dùng metro đúng chưa? Rồi dùng phí nữa. Rồi tiếp tục PDF. Rồi phí nữa. Rồi dùng Idoquinone. Dùng dùng Iodoquinone rồi chi nữa. Rồi. Rồi chị nữa. Vì sao bệnh này dùng tetraxilin làm chi? Bệnh nhân này dùng tetraxilin làm chi?
Vậy đang bệnh nhân này là dùng kháng sinh này làm chi? Dạ em đọc nhanh đây ạ. Rồi, nhớ nói đó, một bệnh nhân lý amip đó, thì vấn đề chúng ta sẽ điều trị các việc axit, việc amip mô tức là việc thể ăn không cầu á, bằng thường thường nhất hay sử dụng nhất đó là metronidazole hoặc là tinidazole. Sau đó chúng ta sẽ có bước 2 là chúng ta phải xét nghiệm là trong cái phân trong phân bệnh nhân là có cái thể kẽm hay không, giả sử hoặc là thể không ăn không cầu hay không. Bây giờ sự có chúng ta sẽ phối hợp thêm các thuốc mà việc amip long ruột nữa, với mục đích là bộ mục đích đó là để tránh lây lan cho cộng đồng này, hoặc là để tránh tình trạng nó bệnh này nó tái phát sau này này, hoặc tránh tình trạng nó bắt đầu nó xâm nhiễm ngoài hệ thống đường tiêu hóa này, được chưa? Và tránh tình trạng đó là nó tồn tại trong cơ thể như vậy, nó có khả năng là gây tình trạng lý áp huyết mang tính nữa. Vậy là đó là bốn mục đích để chúng ta phải điều trị các thuốc diệt áp huyết trong lòng ruột, được chưa? Rồi như vậy đó là chúng ta điều trị như vậy. Bệnh nhân này sau 3 ngày thì có cái sau 3 ngày điều trị thì bây giờ bệnh nhân bắt đầu có ghi nhận những hình ảnh như vậy. Sau 3 ngày bắt đầu bệnh nhân, tức là sau 3 ngày và điều trị bệnh các thuốc như vậy á, thì bây giờ chúng ta thấy bệnh nhân có sổ thành cơ, bệnh nhân có đau nhiều hạt xương phải, bệnh nhân khám có bạch cầu máu là 15.000, 15.6 ngàn, có CRP là 145. Bây giờ làm thêm xét nghiệm gì, chẩn đoán gì và điều trị gì? Xem bụng rồi, cho thêm xét nghiệm là xem bụng. Ok. Xem bụng ấy, siêu âm thì kết quả đó là tổn thương. Tổn thương khoảng 5-6 mm gắn phải. Có tổn thương và dịch lớn cơn, dịch hồi âm lớn cơn đó. Tâm mặt không biết. Rồi, siêu âm thì có cái nhận ở một tổn thương kích thước như vậy ở gan phải, dịch lần cần hồi âm, bơ mỏng không đều. Rồi, ít quang bụng đứng ha, quang bụng ha, bình thường hay quang bình thường. Cái nhận hình ảnh bất thường đó. Rồi bây giờ như vậy, vậy thì cần thêm một xét nghiệm này thôi thì cả em sẽ chẩn đoán mình chứ. Nhà này sẽ chẩn đoán chứ. Thì chẩn đoán chúng ta sẽ chẩn đoán cụ thể hơn đó, chúng ta phải chẩn đoán là lý amip đúng chưa? Là cấp viêm gan B mãn. Thêm cái số 2 đó là áp xe ga amit nha, do amit amit. Rồi áp xe ga amit rồi. Vậy bệnh nhân này chúng ta điều trị ra đã điều tiếp tục điều trị ra.
Khắc phục áp xe thì chưa được, chưa cần. Khắc phục áp xe để mục đích để làm chi nè? Em khắc phục để chẩn đoán, để xét nghiệm, hay là khắc phục để mà giảm đau cho bệnh nhân, hay là khắc phục để làm chi? Phối hợp xem kháng sinh, xem kháng sinh chi nữa, xem kháng sinh trước, cho xem kháng sinh trước, khắc phục áp xe, cho xem kháng sinh trước. Thứ nhất là bệnh nhân này với kích thước 4-5 cm á, thì chưa cần phải khắc phục kháng sinh, chưa cần phải khắc phục áp xe. Ngán này mới ngán mức là điều trị nồi thôi, được chưa? Vì thứ nhất là kích thước nhỏ, thứ hai đó là siêu âm là có hình ảnh đó là bơ, tức là bơ vẫn còn bơ mỏng nhưng vẫn còn điều, không điều nhưng mà nó vẫn còn nguyên vẹn chứ có hình ảnh vỡ trên siêu âm. Kích thước cũng phải là lớn, không phải là nằm chưa có vỡ gì cả, nên chưa cần phải khắc phục cái cá thiệt ngoài quá ở đây. Mà vấn đề đây chúng ta vẫn là chủ yếu là điều trị nồi là chính thôi. Thêm một kháng sinh tức là bisonamid furoat để mà điều trị cũng cần thiết, hoặc là đi thêm đi tức là dilosamid furoat á, với mục đích đó là điều diệt amid trong lòng ruột, đúng chưa? Nhưng mà bệnh nhân trước đó đã dùng hydroquinone rồi, bây giờ các em theo em còn nên đổi từ hydroquinone này sang đi lo summit fluoride không? Vì cả hai thuốc này á đều là thuộc những thuộc diệt amid lòng ruột cả. Đó chính xác luôn, câu trả lời đó là với áp xe gan amid á thì vấn đề điều trị nồi quá là chúng ta bắt buộc phải dùng đồng thời cả hai thuốc, đó là thuộc diệt acid amid mô và thuộc diệt amid lòng ruột. Những bệnh nhân này trước đó đã có chỉ định cả hai rồi, nên vấn đề và thứ hai là bệnh nhân cũng mới điều trị 3 ngày thôi, đúng chưa? Và sau 3 ngày tức là 3 ngày mà bệnh nhân bắt đầu có những tổn thương gan là có thể nằm trong diễn biến tự nhiên của bệnh này. Mấy 3 ngày chúng ta chưa thể đánh giá là thuộc có đáp ứng không, đáp ứng gì cả. Và bệnh nhân bắt đầu có những cả áp xe gan amid mấy 3 ngày là hoàn toàn có thể nằm trong diễn biến một bệnh lý bình thường của lý amid, thì hoàn toàn có thể diễn biến như thế này. Nên vấn đề chúng ta là bệnh nhân đã điều trị thuốc đủ cả hai nhóm rồi, và chúng ta cũng chưa có bằng chứng này chứng nào để chứng tỏ là hai thuốc này là thuộc không có hiệu quả gì cả. Nên bây giờ chúng ta thứ nhất là chúng ta chỉ có là bệnh nhân này thì chúng ta chỉ có vấn đề là điều trị thứ nhất là tiếp tục duy trì nội khoa như cũ, thứ hai đó là chưa cần can thiệp ngoại khoa, là phải khẳng định chắc chắn là bên ở bệnh áp xe gan chúng ta phải điều trị nội khoa và ngoại khoa. Mà nội khoa thì duy trì điều trị như cũ, ngoại khoa thì chưa có chỉ định ngay bây giờ. Yeah. Và thêm cả thuốc hạ sốt cho bệnh nhân là xong vấn đề. Như vậy chúng ta điều trị chúng ta gọi là duy trì nội khoa cũ thêm para và theo dõi sát bệnh nhân, theo dõi sát ổ áp xe ấy. Là coi như chúng ta xong chuyện rồi. Bây giờ giả sử theo các em thì khi nào chúng ta sẽ can thiệp ngoại khoa ở bệnh nhân này, tức là khi nào cái ổ áp xe này chúng ta phải can thiệp ngoại khoa? Áp xe gan tức là áp xe gan mình sẽ can thiệp ngoại khoa đúng không? Ngoài khoa khi nào? Đầu tiên ổ áp xe lớn đúng chưa? Ổ áp xe bao nhiêu là lớn? Đó anh kích thước cụ thể đó. Sai, chưa phải ở trên 5 cm. Lớn hơn 10 cm chính xác luôn. Đầu tiên một trong những quy định mà phải can thiệp ngoài khoa. Ngoài khoa có thể là đơn giản, có thể là chỉ là chọc hút cái này, hoặc là dẫn lưu này, thì nặng lắm mới mổ hở để mà lấy ra được chứ. Thường thường hiện tại đa số đó là chọc hút, thì coi như là can thiệp ngoại khoa rồi. Hiện tại có số đó là lớn hơn 10 cm, là thường thường cái lâm sàng mới một ổ áp xe trên 10 cm, ổ áp xe gan trên 10 cm thì sẽ bắt đầu hồi chẩn bệnh ngoài để mà tiến hành dẫn lưu. Thứ hai này, đó là điều trị nồi không đáp ứng,
chúng ta cũng phải đi nữa. Đi nữa. Tức là đã có dấu hiệu vỡ nhá, đã vỡ rồi. Vỡ ví dụ như đặc biệt là trên siêu âm ấy. Trên siêu âm là ghi nhận ví dụ như sự là đã có dấu hiệu vỡ trên siêu âm rồi. Thì chúng ta cũng phải can thiệp ngoại khoa để tránh tình trạng để lại hết cái dịch vỡ đó ra, tránh tình trạng cái bụng nó tràn qua các tổ chức khác. Rồi chi nữa. Con có thể liên quan đến hai chỉ định nữa là cả em có thể can thiệp ngoại khoa là nó chỉ định chi. Tức là những ý mà chúng ta có thể cân nhắc để can thiệp ngoại khoa. Ví dụ như sự là ổ áp xe kích thước lớn, thường thường trên 16 mm. Sau thời gian điều trị từ khoảng như nói đó, điều trị metronidazole có thể kéo dài đến 10 ngày. Sau điều trị 10 ngày nó giả sử không đáp ứng thì chúng ta có thể can thiệp ngoại khoa. Ổ áp xe đã vỡ vào bụng, tức là vỡ rồi, đã có dấu hiệu vỡ hoặc là đã hoặc là vỡ rồi ấy. Và vỡ rồi hoặc là thậm chí là đã có dấu hiệu vỡ là chúng ta đã điều trị rồi, huống chi là vỡ rồi chứ, tức là chỉ cần trên siêu âm mà ghi nhận là ví dụ như có một ổ áp xe kích thước như vậy, kích thước khoảng 4-5 cm như vậy, rồi là bơ mỏng không đều, và đặc biệt có một vùng, có một đoạn là bên trái bên phải gì đó là có hình ảnh tràn dịch ra ngoài nhu mô bên ngoài chẳng hạn, không tiến hành bơ không liên tục chẳng hạn, tức là bơ vết thương mỏng không đều và mất liên tục ở một đoạn nào đó chẳng hạn, thì chúng ta nghi ngờ có thể là ổ áp xe đã vỡ, siêu âm đã ghi nhận là có một đoạn là không có bơ rồi, nên thậm chí là lúc này chúng ta có thể can thiệp cũng thể có can thiệp là ngoại khoa rồi, tức là đã nghi ngờ vỡ trên siêu âm chúng ta đã can thiệp ngoại khoa rồi, không cần phải vỡ luôn đúng chưa? Đúng rồi, có thêm cả một bạn rất là giỏi đó là áp xe ở bên thùy trái á, là chúng ta có can thiệp ngoại khoa, có nhiều áp xe thì cái này cũng hơi khó. Vì giả sử có nhiều ổ xe mà một ổ kích thước 1-2 cm thì can thiệp ngoại khoa cũng rất là khó, nên nhiều ổ xe thì cũng chết cắt. Nhưng mà đúng nhất, vì giả sử mà 5 ổ 1-2 hết á, thì can thiệp ngoại khoa cũng chưa làm gì được cả. Vì sao ổ xe suy trái là phải có can thiệp ngoại khoa? Vì sao áp xe ở suy trái thì là một trong những yếu tố mà chúng ta rất là cân nhắc để chỉ định ngoại khoa chính xác luôn. Vì thường thường á, chủ yếu ở áp xe gan amip á, thì chủ yếu đó là áp xe ở bên phải là chính, đúng chưa? Còn khi nào mà áp xe bên suy trái thì gần như chúng ta sẽ có can thiệp ngoại khoa. Vì ở suy trái mà giả sử mà thứ nhất là hiếm gặp, mà thứ hai khi gặp á, mà nó mà biến chứng, mà giả sử biến chứng vỡ của áp xe trên của áp xe mà bên phía trái thì nó rất là gây dễ gây cái tổn thương ở tim, mà tổn thương ở tim thì rất là dễ gây tử vong, nên thường là bên trái là phải can thiệp liền. Nếu cái thước nhỏ nhưng mình nhân đau quá thì cũng được, và thuốc giảm đau không có đỡ thì hiện tại vậy thì đến nay chúng ta vẫn có thể không dùng thuốc giảm đau thôi, dùng thuốc giảm đau ở mức độ cao hơn, hoặc thậm chí là liên quan đến thuốc cảm thuốc hưởng thân và thuốc an thân nữa. Còn giả sử mà nhiều cái nhưng mà bệnh nhân đau chịu không nổi thì chúng ta vẫn không có chỉ định mổ, vì mổ lúc này những cái thước nhỏ như vậy chúng ta mổ là chúng ta thậm chí là trong quá trình mổ chúng ta còn làm xấy xát con cái đường đi để cái đường đi của chúng ta để trong quá ví dụ giả sử nắm ổ áp xe cũng 1-3 cm như vậy, chúng ta mà mổ chúng ta phải giả sử chúng ta chọc dần lưỡi, chúng ta đưa kim chúng ta chọc nắm đường đi như vậy, thậm chí nó còn tổn thương gan nhiều hơn so với việc đó là bệnh nhân còn đau nhiều hơn so với việc là để cái tổn thương như vậy nữa. Vì giả sử mình nắm ổ áp xe rải rác như vậy mà chỗ nào chúng ta cũng chọc vô để chúng ta dần lưu ra, chọc vô để chúng ta dần lưu ra, thì thứ nhất kích thước nhỏ, thứ hai là chúng ta chọc như vậy chúng ta trong quá trình chọc chúng ta gây tổn thương gan, nhu mô gan còn nhiều hơn so với nhiều hơn, cũng như chúng ta phải đi đến 5 ổ áp xe khác nhau. Và chưa kể đó là chúng ta chọc như vậy, kích thước nhỏ như vậy thì sau một khoảng 2-3 ngày thì nó cũng tạo lại mụn như bình thường thôi,
nên giả sử bệnh nhân kích thước nhỏ thì đau qua thì gần như chúng ta cùng dùng các thuốc giảm đau gọi là cấp cao hơn, có thể liên quan đến thuốc an thần, thuốc dưỡng thần nữa. Còn lúc này vẫn chưa có chỉ định mổ. Rồi, như vậy là trong như vậy là một trong những lý một trong những cái mà lúc nãy anh có nói đó, đó là điều trị ở bệnh, điều trị ở bệnh nhân này á, chủ yếu hiện tại chúng ta duy trì nội khoa như cũ đúng chưa, chứ còn điều trị định ngoại khoa thêm thuộc para và theo dõi ổ, xả ổ áp xe này thì chúng ta sẽ theo dõi chi nhất, chúng ta theo dõi kích thước, thứ hai là chúng ta theo dõi quá trình điều trị nội này có còn đáp ứng hay không, đặc biệt là 60 ngày tiếp theo đó là chúng ta có thể là giả sử bệnh nhân đau bụng nhiều hơn chẳng hạn thì chúng ta có thể cho siêu âm lại, có thể là bệnh nhân có dấu hiệu vỡ trên siêu âm hay không, và giả sử mà nó xuất hiện thêm một ổ áp xe mới và đặc biệt là hoặc ngay từ đầu mà ổ áp xe ngay ở thùy trái thì lúc này chúng ta sẽ có can thiệp ngoại khoa cho bệnh nhân. Rồi như vậy đó là nhìn chung đó là nội dung của ca lâm sàng ngày hôm nay mà anh trình bày cho các em. Thì chúng tôi bệnh anh biết một căn bệnh hiểm gặp hiện tại anh sẽ giải thích vì sao. Thứ nhất là có một màu sô cô la, màu sô cô la tạm cảm giác như là màu nâu 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 đúng chứ, màu nâu 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 đúng chứ. Bình thường giả sử một cái mụn bình thường, ví như giả sử các em bị nhọt ở da hoặc là bị ổ áp xe do vi khuẩn gây ra thì thường thường cái mụn đó sẽ có màu gì? Màu vàng. Rồi tiếp màu vàng, tóm lại màu nhìn chung là tùy vào mức độ là loạn hay đặc như thế nào, nhưng nhìn chung cả em có chấp nhận cảm thấy là mù cũng có màu vàng đi đã ấy. Rồi tiếp theo bạn em thì amip là có so với vi khuẩn thì amip thì có kích thước lớn hơn hay nhỏ hơn? Chắc chắn là lớn hơn là đúng nhất. Thì một trong những cái các em có biết rằng cái ổ áp xe do con amip này gây ra ngoài bản chất là mụ như bình thường giống như vi khuẩn thì nó còn có một vài chất nữa mà vi khuẩn không có, là cái chỉ trong cái thành phần chỉ nó vi khuẩn thường thường nó không có, mà đối với mụ của áp xe do vi khuẩn thường thường là không có cái thành phần này, còn mụ của áp xe do amip thường thường sẽ có thành phần này. Đó chính là máu, nói chung là máu đi. Vì nhìn chung thì con vi khuẩn kích thước nhỏ và thường thường nó sẽ không gây tình trạng tổn thương, và gây viêm gây liệt để có tình trạng nó tức là máu không còn là thoát qua trong mù. Tuy nhiên đối với áp xe gan amip thì do kích thước lớn của nó trong quá trình gây viêm gây liệt của nó của con cái áp xe gan này thì áp xe gan bị thì trong cái bản chất của mụ đó thì có thêm một thành phần nữa, đó thường thường gọi là hồng cầu, gọi là máu đi, tức là một bên là mụ bình thường sẽ có màu vàng và một bên là tổn thương cá amip đó thường thường sẽ có thêm là hồng cầu nữa, gọi là có máu nữa. Thì sự phát cầu giữa màu vàng và màu đỏ của hồng cầu của máu thì sự phát cầu của hai màu này sẽ tạo nên một màu mà người ta miêu tả như màu nâu nâu của sô cô la, tức là nguyên nhân có màu nâu đó là do hiện tượng đó là do màu đỏ trong màu vàng thì là sẽ ra cái màu mà cảm giác như là màu nâu nâu của sô cô la vậy. Được chưa? Tất nhiên nhìn chung thì hình nó tùy vào mức độ là màu đỏ nhiều hơn hay màu vàng nhiều hơn, màu vàng đậm hay màu vàng nhạt hay trắng vàng hay vàng xanh. Màu đỏ này có thể là đỏ do hồng cầu hay là hồng cầu thoải biến thành hemoglobin, thậm chí là hồng cầu mà khi nó đã có một thời gian nó để tức là nó không còn lưu thông trong mạch máu nữa mà nó bị thoát ra ngoài, nó cả yếu tố đông máu nó bị biến mất thì nó màu đỏ của hồng cầu phải màu đỏ tươi, nó màu đỏ đậm đấy, đỏ sầm đấy, màu đỏ sầm mà nó kết hợp với màu vàng đấy thường thường nó sẽ ra màu nâu 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 như vậy. Đấy chứ, là màu gọi là màu sô cô la đó. Đó là về câu hỏi cái màu đấy. Và tiếp theo đó là nguyên trải thêm về gân phải thì đây là thêm về mặt giải phẫu thôi. Về mặt giải phẫu thôi thì thứ nhất là gân phải là có kích thước to hơn gân trái rất là nhiều, đúng chưa?
và lượng máu đến gan phải cũng cũng to hơn, tức là lượng máu đến đến gan phải cũng nhiều hơn gấp 4, gấp 3, gấp 4 lần so với lượng máu đến gan trái, thì từ đó xác suất để mà gặp ở gan phải nó nhiều hơn, vì đơn giản là máu đến nhiều hơn hoặc là kích thước nó lớn hơn. Các em có biết cái con đường nào dẫn từ bình thường là bệnh này là bệnh lý amip, là bệnh ở ống tiêu hóa đúng chưa? Thì con amip từ ống tiêu hóa nó đi bằng đường nào để nó đến được gan? Nó đi bằng con đường nào? Nó đi bằng con đường mật hả? Chưa phải. Tĩnh mạch mạc treo ruột, tức là thứ nhất con đường đầu tiên là nó đi bằng con đường liên quan đến đường máu đúng chứ, tức là trong quá trình nó con amip này nó xâm nhập vào các tế bào những mao ruột, nó xâm nhập như vậy, nó xâm nhập tức là nó chui từ chỗ này qua chỗ kia, chui từ chỗ kia qua chỗ này, trong quá trình chui rút như vậy nó có thể chui vào trong các mạch máu, và các mạch máu nó có thể mà các mạch máu ở ruột thì sau đó sẽ theo hệ thống mạch máu ruột thì nó sẽ bắt đầu trước khi vào tuần hoàn chúng thì nó sẽ bắt đầu đi qua hệ thống tĩnh mạch cửa đúng chứ, tức là nó chui vào hệ thống mạch máu dọc tuần hoàn có thể đưa nó đến gan và nó gây áp xe gan là con đường đầu tiên. Vì vậy nơi nào mà máu đến càng nhiều thì xác suất bị càng nhiều thôi, vì máu đến gan phải nhiều hơn nên xác suất để đưa con amip này tới gan nhiều hơn, nên chúng ta thường thường gặp ở gan phải là vì con đường đi của nó là con đường theo dòng máu mà tới. Ngoài ra có amip này thậm chí nó còn đi bằng theo con đường trực tiếp nữa, tức là nó đi bằng con đường chui rút, tức là nó chui từ chỗ này qua chỗ kia, nó chui rút bụng, tức là nó xuyên từ thành ruột, nó xuyên qua thành ruột, nó xuyên qua phúc mạc, nó xuyên qua các tổ chức ruột, và thậm chí nó xuyên qua bao gan để nó cái áp xe gan luôn, gọi là con đường đi xuyên trực tiếp. Thì con đường này cũng có chứ, và với một gan lớn, gan phải kích thước lớn hơn gan trái như vậy, trong quá trình tiếp xúc với gan phải thì cái diện tích bề mặt càng lớn hơn thì khả năng nó tiếp xúc con amip này chui vô càng nhiều hơn đó. Tức là thường gặp ở gan phải do kích thước lớn nên khả năng gặp của con amip nó cao hơn, và do lượng máu tới nhiều hơn, thường thường là khoảng lượng máu đến gan phải chiếm khoảng 70-80% của hệ thống tĩnh mạch cửa, nên nó lượng máu tới càng nhiều thì xác suất đưa con amip tới càng cao hơn. Đó là lý do gặp ở gan phải. À, có bất kỳ thắc mắc gì nữa không? Thôi nếu không thì như anh dạy dạng đó thì buổi chưa biết là buổi thứ hai anh có lịch phân công dạy của các em hay không, nếu có thì anh sẽ dạy bài khảo sinh đấy. Khi nào dạy tạo lại buổi tiếp theo mà anh dạy cho các em sẽ là buổi khảo sinh đấy. Anh đã cho em hỏi thi lâm sàng thì hiện tại anh đã nói rồi, hiện tại mọi năm thì thậm chí là năm ngoái thôi, không phải năm ngoái nữa mà học thì vừa rồi thì anh là người phụ trách lâm sàng cho đối tượng ít năm. Thường thường anh cũng nói là anh hay bị gọi là hay bị gì à? Phúc khảo nhé, là cũng là anh. Thì tuy nhiên thì thứ nhất là năm nay là hình thức học online nên là mới triển khai, và thứ hai đó là vấn đề về gọi là giáo vụ của ít năm là đã chuyển cho bác sĩ Đức rồi, nên là khả năng là hình thức thi thì anh sẽ mỗi năm thì gần như anh sẽ chuyển được. Nhưng mà năm nay thứ nhất là anh không phụ trách nữa, và thứ hai đó là hình thức học online này cũng là mới, lâm sàng online này cũng hơi mới, nên anh chưa thể khẳng định được chắc chắn 100% hình thức thi lâm sàng là chi. Tuy nhiên trong quá trình họp một bộ hoặc là trả đổi với bác sĩ Đức thì anh sẽ kể một thi hình thức lâm sàng chi thì để anh đề xuất ý kiến, vì hiện tại là anh không phụ trách dầu vụ cái vấn đề về dầu vụ cho y nắm thì năm nay anh không phụ trách nữa, nên anh sẽ không có quyền quyết định được.
mỗi năm các năm khác thì nhìn chung là anh sẽ có quyền gọi là đưa ra ý kiến và gần như là sẽ được chấp nhận. Còn năm nay thì anh cũng phụ trách nữa nên anh có thể giảm bớt được. Nhưng mà cả em muốn thi hình thức lên sang chứ thì anh sẽ đề xuất với bộ môn thi trắc nghiệm rồi ok có thể là thi trắc nghiệm ấy thì khó thoải mái anh sẽ đề xuất. Còn bộ môn sẽ chú trọng mỗi năm thì anh sẽ dặn dò rất là kỳ các bạn sinh viên đó là các em phải viết có một gói hồ sơ dạng dày lắm sang là tên ở cái tên giảng viên ghi tên bài giảng vì bộ môn sẽ chú trọng ra còn chứ biết là ra thức chi có thể là vận đạt hay là ra tình huống hay là ra trắc nghiệm hay ra đúng sai hay ra điền vào chỗ trống hay chi đó thì chưa biết nhưng mà nội dung thi thì chủ yếu là xoay quanh những bài mà các em đạt được giao ban thì sẽ chú ý xoay quanh những bài đó nên nhiệm vụ của nhóm trưởng là có thể liên hệ sở với bộ môn đặc biệt liên hệ sở bác sĩ Đức nếu sự là gần thi thì nói là à là bộ môn lớp em có được giao ban 4 buổi 5 buổi 6 buổi gì đó và buổi 1 cái giao ban bài này buổi 2 giao ban bài kia để mà các thầy cô biết là các em đã được học các bài đó để mà ra các bài đó ấy. Tóm lại năm năm đi thôi năm nay mà đối tượng y năm mà hỏi anh là thi như thế nào thì anh cũng hơi khó vì năm nay anh không phụ trách nơi anh không phụ trách giáo vụ y năm nữa nơi anh không biết anh chuyển cấp phụ trách giáo vụ sau đại học rồi nên chưa phụ trách sau đại học thì hiện tại giáo cho bác sĩ Đức nên anh cũng dặn nói trước được một cái gì cả nhưng mà các em có ý kiến chứ thì hoàn toàn anh có thể đề xuất hết ấy. Thì thường thường là nhìn chúng thì như ý kiến tốt trong quá trình họp và nếu ra hình thức thì thôi khả năng cao như thế này anh đang định đề xuất khả năng cao đó là tạm thời cử học nhưng chưa thi cử học nhưng chưa thi và đợi khi nào cả em được đến bệnh viện thì chúng ta sẽ tổ chức hình thức thi bằng trả lời câu hỏi tình huống trên giấy tài lớp là một trong những câu hỏi là phụ trách y năm phòng đào tạo đại học đó là anh Khánh ấy. Yên tâm nhìn chúng thì bộ môn truyền nhiễm năm nào thì lâm sang cũng nhẹ nhàng và điểm cao cả và chỉ có trước đấy có một chị cô Thảo á trước là cô Thảo thì phụ trách thì hầu như là chưa bao giờ có tình trạng là rớt lâm sang cả tuy nhiên sau cách đấy khoảng 3-4 năm khi mà giao cho anh phụ trách lâm sang thì đã có hiện tượng là rớt lâm sang rồi tuy nhiên sau đó đợt đó anh bị phản ảnh nhiều quá anh bị phúc khảo nhiều quá nên đợt này anh cũng nhẹ nhàng hơn nhưng chúng tôi cũng cho đợt nữa cho đợt nữa tổ chức thi lại cũng mệt mình và chưa kể là thi lại là cả em phải tổ 100.000 tiền quỹ tiền phí đó ngay vì năm vừa rồi anh cho thi lại nhiều quá mà tổ chức cặp bộ môn cặp cũng điều ta đề rồi điều lối điều tới cán bộ cũng mệt trên bộ môn việc và bộ môn việc là bởi vì thi lại mà 100.000 đó ngay nên là cố gắng là anh thì chắc anh cũng cố gắng thi nhẹ nhàng hơn và cố gắng là đừng bị 100.000 ấy thì dòng anh nhìn chung dùng nhẹ nhàng quá ôi trời ơi bạn kia thi bộ nữa học y năm thì nhìn chung cạc chuyên qua trước đấy thời anh học y năm thì nhìn chung nó rất là nhẹ nhàng y năm nó nhẹ nhàng thì chỉ năm chỉ học là cạc chuyên qua lẻ thôi mắc tay vào đang mặc lá truyền nhiễm tâm thân đồ đó thôi còn anh biết hiện tại như y năm anh đẩy cả lý thuyết của y sáu về được như học thêm lý thuyết của y sáu vừa tức là Y5 hiện tại là bằng Y5 cũ cộng với lý thuyết của Y6 nữa nên nhìn chung là anh biết là hiện tại là Y5 là nặng hơn rất là nhiều nhưng mà Y6 các em sẽ nhẹ nhàng hơn các trường đấy là Y6 anh vẫn có học lý thuyết gọi là nồi điều trị ngoài sàng bệnh lý rồi là nhĩ bệnh lý và chủ yếu là học vấn đề điều trị thôi và Y6 vẫn có học lý thuyết và vẫn đi bệnh viện. Rồi, chắc là anh sẽ đề xuất với bộ môn đó là chúng ta sẽ thi các câu hỏi tình huống lâm sàng kết hợp với các câu hỏi đúng sai ấy. Và hình thức thi đó là thi viết trên giấy và khi nào gặp có điều kiện các em học trực tiếp học offline lại rồi á thì chúng ta sẽ thi trên lớp ấy. Được chưa? Hình thức thi như vậy được chưa? Thi viết trên giấy hai câu hỏi tình huống lâm sàng và thi 5 câu hỏi đúng sai và khi viết trên giấy thời gian bán cuộc và khi các em trở lại trường thì chúng ta sẽ thi như vậy được chưa anh sẽ đề xuất ý kiến này nhé và chắc không được không và những bài mà mỗi năm thì đề là do anh ra nên anh sẽ cơ bản
Chắc là chỉ có thời gian thi chỉ có 30 phút thôi, thì có ví dụ như sẽ ví dụ như thầy anh sẽ liên hệ với nhóm trường chẳng hạn, nhóm trường có thể nói là ví dụ sự buổi sáng đó các em rảnh bắt đầu khoảng 11 giờ, các em rảnh thì bắt đầu 11 giờ để ghé chuyên nghiệp để thi cũng được, chỉ có mất các em khoảng 30 35 45 phút gì đó thôi. Có nghĩa là sẽ linh động tùy vào thời điểm các em ấy, nhóm trường mình bảo là các em rảnh rảnh giờ nào thì thi giờ đó, chứ không chắc chắn là bộ môn sẽ điều động mất lập trường hoặc nhóm trường chủ động bảo cho bộ môn. Bộ môn nói là hôm đó các em rảnh thì bộ môn sẽ tổ chức thi thôi nhé, cảm giác sẽ không bị dồn mất đấy. Tức là vì hiện tại nhìn chung tình hình đi lại cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi, dịch Covid cũng đi lại cũng nhẹ nhàng thôi, nên có giả sử mà các em sợ nó để lâu thì thi trực tiếp thôi, nhẹ nhàng lắm, rất thi cũng tùy vào các em nữa. Vậy lại là mọi năm thì chủ yếu là anh ra đề, những năm nay thì vẫn sẽ được ra đề, nên anh cũng không dám chắc được là đề sẽ ra những câu môn thì anh biết vì anh phải là người ra đề mà. Nhưng mà anh nhắc đó, các em cũng cố gắng là chuyển thông tin những bài mà các em đã được giao ban cho bác sĩ Đức để bác sĩ Đức căn cứ vào đó để mà ra đề gọi là phù hợp với những tình huống mà các em đã được giao ban. Cho nên giả sử giao ban bệnh A mà ra đề bệnh B thì cũng hơi khó cho các em nhé. Mà là anh không dám chắc vấn đề như cả nghe, anh không dám chắc vấn đề như cả, cho anh chỉ gọi là gợi ý như vậy thôi, vì năm nay cũng anh cũng phải là phụ trách nên rất là khó để nói đấy. Dạ luôn ạ.